chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê em An Giang nha. Dạ thì hôm nay mình quay lại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn. Dạ mình quay lại nhà của chị An mà bị ung thư máu đó, quý ông bà cô chú. Dạ mình tới mình thay mặt Mạnh Thường Quân trao tiền cho chị nha. Mình mời quý ông bà cô chú anh chị đi cùng với mình nha. Chị nay khỏe hả chị? Nay ai đây chị? Bạn chào bạn. Bạn làm chung, bạn làm chung. Bạn làm chung hả? Dạ. Dạ. Ba chị đâu rồi? Ba chắc con bội vô lại nhà nội. Nhóc đâu chị? Nhóc có lại dì Hai chơi. Dì Hai, dì Hai giữ tiếp rồi hả? Dì Hai giữ tiếp rồi. Nó có quậy chị lắm không? Nó cũng quậy mà có cháu là giữ tiếp. À vậy cũng nhưng được. Nhưng đi thì chị Hai cho uống sữa. Buổi tối ngủ dai cho chị Hai. Dạ hồi cho giữ chị Hai của chị hả? Dạ cho bà giữ cho nó uống sữa vậy đó ha. Ừ. Nhưng buổi tối chị đâu có thấy rõ đâu đúng không? Ừ, dạ như em cũng không thích cho nó uống sữa cho chị Hai với bà Tia giữ tiếp vậy không được rồi bà ta cho em ngủ. Rồi hôm nay sức khỏe chị làm sao rồi? Nó cũng khỏe khỏe chị, ăn cũng đỡ đỡ chứ. Vậy ha. Dạ ngủ rồi cũng được hả chị? Ngủ không được, ban ngày thì ít ngủ. Theo ngày cái làm này kia với giữ tiếp á, chứ coi chừng ngồi chơi với. Dạ ban ngày chị thấy rõ, còn ban đêm thì nó thôi, ban ngày gì là trời mát mát gì là em cũng không thấy rõ nữa. Nhưng trời nắng là mình đỡ đỡ một chút. Nhưng trời mát gì cái nó hơi mờ mờ. Rồi, nắng lên mình cũng đỡ một chút. Cái sáng sáng có làm cho mình nhức đầu hay là bị cái gì dạ không chị? Cũng thấy như bình thường gì cũng mất ờ mà mất mình mờ hay mờ mờ. Dạ. Thế hôm nay rồi bạn tới thăm chị hả? Dạ. Dạ. Mấy người làm công ty lúc trước đó rồi nghe tin em bệnh vậy đó. Thì mấy chị cũng thương, rồi chị thương thăm từ. Dạ dạ. Rồi ông xã chị mấy ngày nay có gì không? Không. Không, ngày nay không có ông có về. Dạ. Hay làm có khi ông tới tuần ông mới về, khi hai tuần ông mới về như là làm thì dạ. Mưa gió đó đâu ông không có về. Dạ. Như vậy đường này cũng vắng, tối luôn vắng. Ở đây không có đèn đường. Phải đường không? Mà có chở, có khi không có. Nguyên cái đoạn này như... em thấy đâu có đèn đường đâu. Có như nhiều khi 8 giờ mới có đèn đường. Vậy hả? Dạ. Người như có bữa thì ông có mấy ông không bắt. Như có hù vậy đó. Có khi bắt hay không? Ừ, chắc năng lượng á. Nhiều khi năng lượng á chị nó mấy bữa mà trời mưa đó, đâu có điện đâu. Năng lượng đâu nạp được. Rồi trời mưa nó dông quá là ông không bắt, mấy ông không bắt rồi. Vậy hả? Dạ. Ờ vậy là chắc là xài điện nông thôn rồi. Ừ, mấy mấy ông mới tắt. Ờ ở đây xài điện nông thôn. Dạ dạ, em tưởng nó là đèn năng lượng á, năng lượng mặt trời á. Đây à. Dạ. Hôm nay thì em tới thăm chị ha. Dạ. Sau đó thì em thay mặt cái em này bên Mỹ xin phép dốc tên hả chị. Dạ. Gửi cho chị là 50 đô thì nó em đổi ra được là 1.160.000. Chị nhận giùm em nha. Dạ. Vậy em là bằng chị em ấy công này kêu bằng hoặc kêu bằng anh đi. Chị nữa chị hỏi cảm ơn anh giùm em. À em ơi chị thay mặt chị Trâm gửi lời cảm ơn đến em rất là nhiều nha, chúc cho em có thật nhiều sức khỏe nha. Thì em này là gửi tiền thuốc cho chị nha. Dạ. Hỗ trợ tiền thuốc thêm. Chị Tình An cái gì phải không? Chị Tình An dạ, phải không? Tình An. Ờ quên. Nói lộn. Hồi nãy em nói lộn nha, chị Trâm phải không? Trâm, chị An. Nhớ, em không hiểu. Dạ, nhớ lộn là mình tên mình kia luôn. Dạ, xin lỗi quý bà nha, này là chị An. Nhớ lộn rồi chị Trâm. Dạ. Rồi khi nào mình mới đi tái khám nữa chị? Mong muốn thuốc hết mình cũng... vài tuần nữa mình đi. Khoảng mấy tuần nữa mình hết thuốc? 3 tuần. Hết tuần này, 2 tuần nữa. Là em hết thuốc. Vậy là còn 2 tuần. 2 tuần nữa. Dạ. Hôm nay cũng gần cuối tuần rồi. Dạ, thứ 5 rồi. Thứ 5 rồi. Dạ. Là quay tới không? Vậy là mười mấy ngày nữa là chị đi rồi. Dạ.
đợt chị hôm bữa chị nói là đi đợt chị là 2 triệu dạ. Rồi chưa tính ăn uống tiền xe đó. Rồi như là nhiều khi nó hẹn mình tới khá thì xét nghiệm tới lui nó lui đó, mình phải chờ đợi này kia. Sợ lên đó bác sĩ bắt mình đi xét nghiệm lại rồi đó hả? Dạ, lúc nào cũng vậy chứ, xét nghiệm được không? Rồi xét phải bắt mình chờ đợi đặng lấy kết quả. Vậy rồi, có khi mỗi lần xét nghiệm là bao nhiêu tiền? Cũng mấy trăm ngàn á, mà cái xét nghiệm máu cái, nhiều khi nó kêu mình xét nghiệm tỷ nữa. Nói gì đó. Hơi sợ cái nhiều khi xét nghiệm tỷ hoài, mình yếu. Ta kiểm tra lại cái kiểm tra lại sức khỏe với cho nó chắc chắn coi cái bệnh của mình nấy. Tại vì mỗi đợt mình ta đưa thuốc cho mình đó thì người ta coi kiểm tra coi mình giảm như thế nào, có giảm dạ. như thế nào ta coi dạ. đó, để ta muốn kiểm tra đó. Nó xịt máu. Ông máu. Ăn tháng. Bằng ăn tháng luôn. Dạ chứ chứ Cần Thơ ngày nào cũng rút trơn á. Ở đây thì lâu lâu cho nó thuốc rút gì cũng đỡ một chút. Còn với Cần Thơ em nói chị rút sáng rút kiểm tra mà. Bắt đầu kiểm tra nó rút em nói chị hay nó rút em mà sáng hôm chưa ngủ phương vị 5 giờ sáng nó kêu tên cái rút ông, kêu tên rút ông. Chèo cái rút ngóng. Trời ơi nó rút phải mình ăn cũng không được nữa đó. Dạ. Bởi vì người em xuống sức gì nè. Ủa em cũng tròn trẻ nó uống. Mấy người này vô thăm nó nói em là ốp chữ dằn lắm rồi đó. Dạ. Yeah. Lúc đó là ú quá. Dạ. Thì có cả tháng trời đó mà xuống còn 39 kg. Dạ yeah. Vậy thôi chị tiếp khách đi ha. Thôi em xin phép chị em chị. Dạ. Dạ. Giờ mình tới nhà của ông Sáu Đa nha quý bà cô chú. Dạ, yeah. Mời quý bà cô chú đi cùng với mình vô thăm ông với bà nha. Ông với bà thì lớn tuổi rồi cũng chưa có một cái căn nhà, thì có cái tre cái trại ở dưới mé sông đó ở đỡ thôi, còn cái chỗ này là ở đậu đậu nhà hàng xóm mà vài ngày nữa người ta lấy lại rồi. Ông với bà thì cũng sức khỏe cũng không được tốt nữa. Dạ con chào ông chào bà. Dạ chào cô. Hai cô. Dạ. Hôm nay bà làm sao rồi, cái chân của bà quá nhớ cô ơi, thế này nằm bệnh viện không tiền nè. Hôm nay nó nhức ngủ không được, khóc không. Vậy hả? Trời nhức dữ lắm luôn, đi không nổi, nấu cơm đây đó mà nấu không nổi. Dạ. Ừ. Rồi ông. Ông lết không mà không đi không được, không đi như nít vậy đó. Cô ơi nhà người ta lấy lại rồi, người ta cho hay rồi, ngủ không được chứ. Chừng nào người ta lấy lại bà? Mốt rồi. Ngày mốt hả? Rồi con thấy ở dưới sông đó che chưa xong vậy trơn rồi. Bởi gì? Không biết chỗ đâu ngủ thôi. Rồi có ai giúp mình được cái gì không? Sớm giờ người ta đóng tiết đóng đồ, người ta cho thiết cho đồ lại, người ta cho không biết cho bự người ta đóng hay sao vậy. Mà hôm bữa người ta hứa là đóng nhưng mà tới bữa nay người ta chưa không dạ. Chủ nhà lại cho hay rồi cô ơi, hôm sáng đi ngủ được chứ. Hai chồng ngủ có nhiêu nè. Dạ. Dạ. Giờ cô cho niệm cũng không nằm, nó nằm dưới gạch gì nữa cô. Quen rồi. Dạ dạ. Khổ quá trời ơi, tính đây nằm bệnh viện mà không ai nuôi nữa, rồi tiền không có nữa. Dạ. Nhất quá bà chị không nổi. Nhất quá cô ơi, chị không nổi, khóc không á. Nói cô dạng trường sáng, cẩu quần ra đáy, mà đáy không được á. Không biết sao bạn vô. Dở không nổi cũng như mình dở. Dạ, dở không nổi cô. Dạ. Từ rồi già mà vô tới đây có hai chồng khổ dữ lắm luôn. Có một thằng một mà mặn không được nữa. Ta chân bằng nhất mà gãi cái hay gì mà nó nổi lên đó. Bó thuốc nó nổi lên, bó thuốc nó nổi lên dạ. Bó thuốc nhất đó nha. Dạ, bó thuốc nam nữa ha. Bó thuốc nam ở trong chùa đó, cô. Dạ. Bởi tay chân nó nổi sằng cho bên đây, tay dạ. Bên đây là quá trời luôn nè. Quá dạ. Trời khổ cô. Thôi bà cũng đừng có buồn nha. Rồi từ từ rồi cũng có người giúp mình thôi. Dạ. Cũng nhờ cô đó, không biết số điện thoại. Phải biết số điện thoại cô Dung là điện cô rồi. Dạ. Chừng dạ. Nào có anh Thường Quân thì con dạ. Thấy. Cố gắng giúp con. Cô gắng kêu gọi con giùm cho cô. Cô giúp con hơn giúp đi chùa nữa thiệt. Dạ. Một cách tôi còn giờ chưa nhớ khung hai mẹ con bữa nào. Tới gần 14, 29, 30 đi chùa. Đi chùa cầu an đó cô Dung. Dạ. Giá chờ giúp Phật độ. Dạ. Con ông ơi mệt hết sức rồi cô ơi. Dạ dạ. Cái gì cô?
Hôm nay ông khỏe không? Nó lần lần gì hoài à, chứ không có gì chứ. Vậy đó. Ừ. Vậy ông ngủ được không? Được. Vậy hả? Ừ. Dạ. Vô cái chừng 11 giờ ngủ giấc tới sáng luôn vậy đó. Rồi không có tức gì nữa chứ. 11 giờ phía hả? Ừ. Dạ. Dạ thì hôm nay con đến con thăm ông với bà ha. Dạ. Thì bà cũng khổ nói thôi. Bà cũng nói ở sớm đi tranh thủ lặng che đóng cái nó cho xong lặng mình chứ hai ngày nó ta lấy nhà lại rồi mà chưa có xong vậy cho con thấy chỉ một tay người ta lấy logo thôi cho hay rồi đó. Một tay bữa nay mấy rồi chị? Ủa, bữa nay thì mới 27, bữa nay mình 27. 27 à? Dạ. Ờ rồi, một tay đó. Rồi một tay. Chứ còn một tay. Dạ. Ta lấy lên ta dở rồi hết trơn vậy luôn. Còn khoảng 4 ngày 5 ngày. Dạ dạ. Ta cho lại cho hay 2 3 lần rồi. Vậy mình phải chuẩn bị cái chỗ ở trước chứ. Dạ. Chứ rồi khi ta lấy rồi mình con trai sao? Mình coi che rồi nọ lại hơi mưa gió tới. Gió quá trời gió cô ơi, gió tóc hết trơn. Với trắng xi măng cái lót gạch giạc đó cô. Nó kêu khử gạch này khử bể chân sao khử. Như chủ nhà cho gạch này cho mình hả? Dạ, mà khử bể chân à. Đúng rồi, cái này khử lên cô bể chân à. Chỉ lấy được chừng vài miếng là nó không dạ. Bể thôi chứ còn nhiêu là bể hết. Gạch này cũng cũ rồi. Kêu bởi vì chủ nhà kêu kiếm tiền chừng 2 triệu 3 triệu gì đó mua gạch giạc đó cô. Lót. Gạch nguyên nhưng mà loại giạc. Giạc á dạ. 3 dạ. Triệu trở lại. Vậy hả? Ông chủ nhà nó không quay vậy á. Dạ dạ. Cô hai chồng cô kiếm 3 triệu trở lại. Dưới đó ở dưới đó người ta cũng đâu có cho mình ở dưới đó đâu, không. Dưới cái mé đó người ta cũng cho không cho mình. Không có cho mà được. Mình năn nỉ. Dạ chứ cũng không được á. Năn nỉ chính quyền ha. Năn nỉ chính quyền với dạ. Vợ chồng tôi bệnh đó cô. Dạ. Thì che đỡ đỡ đi. Dạ. Mình làm đâu có mới đóng vách trong đội thôi rồi hai chồng dưới ở. Dạ. Chứ cái giường đó mà nội ông với bà mà trèo lên trèo xuống cũng chẳng ai. Cái giường đó ngủ không được, ngủ dưới dạ. Này rồi cô ơi. Bởi dạ. Cô nó mua niệm cho con mua sau đi. Dạ. Niệm ngủ mới được. Nhưng mình lớn tuổi lên xuống nó khó dạ. Khăn. Dạ. Chủ nhà nó chừng 3 triệu trở lại gạch giạc á. Lót đủ. Dạ. Con nó tiền đâu á. Người ta cho hay trước vậy đó. Dạ. Mua gạch giạc đi. Chừng 3 triệu rồi. Rồi khi mình xuống đó rồi vệ sinh rồi mình... Làm cái cầu trong đó rồi cô. Làm cầu đó. Dạ. Làm cầu nhỏ nhỏ. Dạ. Dạ. Em cái cao khó quá trời. Dạ thì thôi con cũng chúc ông với bà ha có thật nhiều sức khỏe nha. Yeah. Dạ hôm nay thì con tới con thay mặt cái em này. Em này gửi tặng cho ông với bà. Em này bên Mỹ mà giấu tên nha bà. Gửi là 50 đô thì con đổi được là 1.160.000 gửi hỗ trợ tiền thuốc cho bà nha. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn chú đó nha. Dạ dạ, dạ. Cô gắng giúp đỡ tôi, cô Mạnh Hùng Quân có cho tiền tôi mua gạch với tôi lót đó cô. Như dạ. Cô hơn đi chùa nữa đó. Dạ thì chủ nhà bảo, chủ nhà này bảo là khoảng 3 triệu trở lại. Khoảng 3 triệu trở lại. Dạ dạ. Dạ cũng như mình lót gạch bông giạc mà đó. Gạch bông mà loại giạc. Dạ. Là để cho bà với ông đồ ngủ được đấy ha. Dạ gạch gì dạ. Mà giạc. Dạ, nhưng mà mình cũng phải cuốn cái nền cao cao lên dạ. Chứ để mưa nó sẽ văng vô nhà mình đó. Giờ cô cho con niệm chẳng không lấy nữa, không nhận. Dạ. Giờ cô cho con mua gạch lót dữ đi. Dạ, con dạ. Ơn dữ lắm luôn nha cô. Dạ, dạ. Con mong cô dữ dằn luôn. Dạ, dạ. Vì, thôi bà nghỉ ngơi đi nha. Con xin phép con xuống con xem cái chỗ ở bà dạ. Chuẩn bị về đó. Dạ. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô dữ lắm luôn. Dạ, dạ. Khỏi tắt máy ăn rồi, đi thẳng xuống sông. Cảm ơn với chưa chú đó, cho cô nói giùm đi. Dạ, dạ chú em, chú em. Dạ, dạ, dạ. Con cảm ơn cô với cô Dung dữ lắm. Dạ, 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 dạ. Chú cũng là cô Dung mới biết cô. Dạ, dạ. Để cho con lót gạch đi. Dạ, dạ, rồi. Để sau cái clip này đi, rồi Mạnh Thường Quân nào giúp đó, thì con sẽ quay lại liền à. Dạ, nếu có là tôi con quay lại. Dạ, dạ. Dạ. Thôi con xin lỗi ông con gì. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Dung luôn em. Dạ, dạ. Bây giờ mình... Dạ. Bây giờ mình sẽ cho quý ông bà cô chú ha. Dạ. Xem cái chỗ mà ông Sáu, bà Sáu chuẩn bị xuống đây. Thì ông với bà thì không có... nhà cửa đất cát gì hết thì ở tạm với mấy sông thì nói chung thì bên chính quyền địa phương cũng thấy hoàn cảnh như vậy đó họ cũng cho ở tạm. Dạ đây cái này che ở trên này thì che mấy tấm bạc, đây là bạc, cái này là cây, cái này cây cây gì vậy chị?
Nhìn cây tre, mấy cây tre cây vuông. Cây vuông mà không biết cây loại gì nè. Còn ở trên này đây tấm bạc, bên đây thì tấm bạc. Với được một cái chổng gì. Thì cái này khoảng mấy mét hả chị? Này đi vô đó chắc khoảng 3 mét quá. Bề dài hả? Bề dài chắc 3-4 mét không, rồi. Bề dài từ giá 6 mét đó chị. Dữ vậy hả? Từ 6 đến 7 mét đó. Ra ngoài này không được đâu, tại vì nếu ra ngoài này á thì nó sạc. Vậy hả? Chỗ này là chỉ để làm sạc nước rồi được thôi, chứ nếu mà ra quá nó sạc, cái sông này nó sạc đó. Chỗ này á thì đang bồi ra tí xíu nè, quý bà cô chú. Này nó tính từ cái cột này thôi, chứ ra ngoài này thì cái này chỉ để làm sạc nước rồi được thôi. Dạ. Thì cái này bây giờ mình không biết chính xác mà là bao nhiêu nữa, bây giờ mình phỏng phỏng đón nha. Có 4 mét, 4 và 5 mét quá. Khoảng từ 4 đến 5 mét thì từ cây cột này, cây cột này nè An, từ cây cột này vô cây cột này nè An. Để em đo một sải của em là khoảng 1 mét. Này một sải, 3 mét mấy? Sải là mét. 3 mét mấy? Dạ 3 mét mấy thì cho như 4 mét đi, khoảng 4 mét. Bạn nghe An để em xem coi. Bề ngang này chắc 5. Bề ngang không, trên này là 1 4 một, luôn ha. 1 3 3 mấy luôn à. Nói chung cái này vuông dứt rồi đó. Dứt 4 mét. Dạ 3 mét mấy, 4 mét trở lại đó, vuông dứt luôn. Dạ thì cái nền này thì ông Sáu và Sáu ao ước đó là được cuốn lên cao một tí xíu và mình lót cái gạch cho nó sạch sẽ để ông với bà nằm ngủ quý bà cô chú. Dạ thì mình cũng rất mong quý bà cô chú nào có tấm lòng hảo tâm đó thì giúp đỡ cho ông bà Sáu nha. Một cái chỗ ở cho nó sạch sẽ và ngủ nó cũng an toàn hơn. Chứ cái này nếu như mà thấp quá thì mưa nó sẽ văng vô đúng không chị? Cũng phải cuốn lên một tí xíu gì chứ. Cặp mí lộ này nữa. Nó sẽ bị văng á. Mà che mấy này mưa gió cũng vũ dữ, văng là ngủ là cũng mưa gió là vũ. Dạ mấy này tấm bạc không à. Ơi, cái này chưa chân lũng rồi nè. Chưa ở là lũng là một nè, một lỗ, hai lỗ, ba lỗ luôn rồi nè. Mình đang lỗ nữa. Này gió nó làm như gió mạnh hay vậy trên nó cây vũ. Này cũng loại cây cây ở trên thì cũng loại mấy cây cũ nè. Dạ, cái này mà có thiết á chị. Ụp lên trên cái đúng nữa rồi. Là an toàn luôn ha. Này mấy tấm thiết là này gì cũng dài tấm thiết á. Không, em thấy này cũng nhiều thì, chị. Nếu mà thiết loại nhỏ thì nhiều tấm. Có dạ. Chục tấm à. Hình em biết là bề ngang là 1m2 đó, khổ 1m2 á, thiết á. Loại mỏng á, có 1m2 dài á thì tùy, dài thì 4 với 6. Dạ thôi bây giờ mình tạm ngưng ngang quý bà cô chú. Giờ hai chị em mình đi về thôi. Dạ. Giờ mình tới nhà của bé Ngọc nha quý bà cô chú. Thay mặt em này trao tiền cho bé Ngọc nha. Dạ thì mình cũng xin thưa với quý bà cô chú luôn. Cũng có những mạnh thường quân thắc mắc tại sao mà không thấy ba của bé Ngọc ở đâu. Dạ mình xin thưa là ba và mẹ của bé Ngọc ly thân lúc mà Bi em của bé Ngọc còn mười mấy tháng tuổi, hiện tại là Bi được 7 tuổi rồi. Dạ thì lúc trước đó là hai chị em Ngọc là sống với mình, rồi sau này đó ông bà ngoại mới cho cái nền chỗ này nè, rồi hai chị em Ngọc mới cắt và ra đây ở chắc khoảng hơn một năm quá, nhớ hồi năm rồi thì phải. Dạ giờ mình mời quý bà cô chú đi cùng với mình tới nhà của bé Ngọc nha. Cơm chưa? Không gài cái áo vô. Dạ. Ngọc thì bắt nồi cơm ngoài này, còn đồ ăn thì nấu ở trong nhà mình. Thì cứ mỗi ngày Ngọc với ông ngoại bà ngoại là vô nhà mình để lấy thức ăn thôi. Hồi lúc trước thì lúc mà bé Ngọc bệnh đó là ba của bé Ngọc có về nuôi đâu, cũng lúc đó ba con cũng có nuôi thời gian ngắn đúng không? Dạ. Rồi từ lúc ba con đi tới giờ có về thăm nữa không? Dạ không, tắm rồi ghế tắm. Con ngồi đi tắm lấy ghế khác cho, ngồi đi. Con chưa có làm nặng được đúng không? Chưa. Đừng có xách ghế kéo thôi. Thì thời gian sau này bé Ngọc cũng phải khỏe, cho nên là có khi nào bé thèm cái gì thì bé tự nấu ăn. Dạ. Thì hôm nay ăn uống gì được không? Được. Vậy hả?
ăn được mang cách. Giờ bác Chính nấu cơm thức ăn đồ đó ăn được không? Dạ được. Vừa miệng không? Dạ ngon. Dạ. Thèm cái gì đó thì nói với bác Chính đó, mua như muốn ăn canh hay cái gì đó nói bác Chính. Dạ. Còn con muốn ăn cái gì khác nữa thì có thể là con làm đồ ăn riêng. Tại ông ngoại bà ngoại đó là nấu là phải chín rục với những cái món canh gì mềm mềm ông ngoại ngoại mới được chứ cứng quá ăn đâu được đâu. Nên mình ăn ăn chung tập thể mà. Nên có thèm gì thì con nấu riêng ha. Con muốn ăn này kia thì con gửi bác Chính mua đi chợ đó rồi về con tự nấu. Nay Tám thay mặt cái em này bên Mỹ ha. Thì con kêu bằng anh đi. Gửi cho con 50 đô để con thích ăn cái gì đó thì con ăn. Nè, 50 có thì 1.160.000. Dạ. Dấu tên hả bác? Dấu tên kêu bằng anh được rồi. Em cảm ơn anh rất là nhiều nha, đã gửi cho em một ít tiền để em ăn uống thỏa thích. Em thích cái gì thì em mua cái đấy em ăn để bồi bổ sức khỏe. Em cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh với lại gia đình của mình gặp được nhiều may mắn, thành công trong công việc lẫn cuộc sống nha. Rồi mẹ con hỏi ngày làm được không? Dạ, hôm nay dịch đó ta cũng khó khăn lắm ta. Dạ, chung là vừa mới như giảm á thì cũng được, còn bây giờ dịch lại nữa nên là cũng cũng chậm mất cũng khó khăn. Nghe thấy hơi tươi tươi phải không? Dạ. Thì ráng ăn rồi ngủ sớm nha, tối ngủ sớm. Dạ. Chị em ơi, chị thay mặt ba hộ, là một hộ đó là chị An bị ung thư máu, hộ thứ hai đó là ông Sáu Đa rồi với bé Ngọc. Rồi thì bây giờ mình trả cho xong rồi. Chị cảm ơn em rất là nhiều đã giúp hai hộ khó khăn với bé Ngọc có tiền ăn sáng nha em. Chúc cho em có thật nhiều sức khỏe nha, luôn luôn thành công trong cuộc sống em ơi. Và mình cũng không quên đó là cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn nha, đã luôn yêu quý nhóm miền Tây quê em An Giang. Mình chân thành cảm ơn. Mình xin chào và hẹn gặp lại video lần sau nha. Bye bye.